Rồi ok là game và chào tất cả trở lại với channel Pop Pro. Chào cả chị em. Hôm nay anh em mình chơi game trò chơi con bạch tuộc. Và đừng quên là nếu các bạn nhấn like trên video này và đăng ký kênh Pop Pro thì mình sẽ làm video miễn phí cho mọi người. Tình hình là có đến 75% các bạn biết đến mình mà chưa nhấn đăng ký kênh. Vậy nên hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hôm nay tôi là con mực, thế nên là tôi đã quyết định là lên YouTube để xem. Nhưng mà thiệt đéo nào thiếu hiểu kiểu gì, tôi lại mở trúng ngay cái video mà nó hướng dẫn làm sushi. Tôi nhìn thấy cái cảnh mà các anh em của tôi bị chặt ra để làm sushi, tôi không thể chịu được các bạn ạ. Thế nên là hôm nay tôi quyết định là chúng ta sẽ cùng nhau xâm chiếm trái đất phiên bản con bạch tuộc. Đây rồi, tàu ngầm với chúng tôi này. Tàu ngầm này, các bạn có thể thấy là cách tôi phá hủy những chiếc tàu ngầm nó rất là buồn cười. Cảm giác như tôi đang cù vào mấy cái tàu đấy các bạn ạ. Đây là tôi sẽ cù vào cái tàu này. Ok. Và sau khi cù xong thì mấy cái tàu ngầm cảm giác nó bị cười ỉa, thế nên là nó đã bị phá hủy các bạn ạ. Buồn thế nhỉ? Buồn thế nhỉ? À rồi. Vâng, và giữa một đại dương mênh mông bao la như thế này, chỉ có một mình tôi thôi sao? Các bạn tôi chẳng nhẽ lại bị làm sushi hết rồi à? Buồn thế nhỉ? Ai ơi. Vâng, tôi vừa mở được một cái DNA mới các bạn ạ. Đây chính là DNA càng cua. Và bây giờ tôi không chỉ là có những cái xúc tu của con bạch tuộc nữa, và tôi có cả càng cua. À đây, bây giờ nhá, để anh em mình nâng cấp thì mình sẽ phải mình có thể add được thêm cái càng nữa. Và lại là mình đã có tiền. Mình có thể add thêm slacker này, low damage này, còn cái này là high damage. Cho nên thì cho càng cua đi còn gì nữa. Bây giờ anh em gắn vào đâu nhỉ? Gắn vào đây. Uầy, chắc thế. Slacker đi, mình cho slacker vào đi. Uầy, chắc thế. Ê các bạn, chơi con game này tự nhiên tôi lại thấy thèm ăn sushi thế chứ gì. Úi dồi ôi, tôi có kỹ năng mới các bạn ạ. Cạp phải luôn. Cạp phải luôn. Ôi, kho báu của tôi. Tôi bị để lỡ mất kho báu rồi. Và có vẻ như cái đầu rắn này nó chỉ nhổ nước bọt thôi các bạn ạ. À, có vẻ là không phải là nước bọt mà nó chính là vâng, vũ khí của mình bây giờ cảm giác nó khỏe quá rồi. Không biết là tí nữa thì tôi có thể nâng cấp được thêm cái gì không, nhưng hiện tại tôi cảm thấy bản thân mình đang khá là bá đạo. À, bá đạo chưa? Càng cua, kẹp, càng cua, kẹp. Ôi, đông thế. Ai dài ôi, lại thêm phần thưởng mới. Vâng, và bây giờ tôi có thêm vỏ sò các bạn nhé. Rồi, được rồi, tôi lại vừa nâng cấp lên. Đấy, bây giờ là tôi có 4 tay, 2 đầu rắn. Ê, tôi không muốn để đầu rắn nó như này, tôi chết rồi. Thôi, cũng được, tạm thời như thế này đã. Vâng, sự xuất hiện của tôi thề là nó đã gây một cái sự gọi là ảnh hưởng cực kỳ lớn đến môi trường xung quanh. Ái ồ ôi. Kìa, đúng rồi, phá hủy nó đi, đúng rồi, phải thế chứ. Không phải là như thế chứ. 4 tay thì để làm cái gì đúng không các bạn? Ái ồ ôi, bọn này bắn nhanh thế nhỉ. Kìa, hòm vàng kìa. Chơi đâu? Đấy, bot à? Sợ thế. Mấy con cá này nó có kẹp được mình ạ. Cày thế nhỉ? Kẹp à? Kẹp xăm, đau chưa? Này, tôi thề với các bạn luôn, trông con cá này trông nó bị kiểu xanh lét do là cái hệ thảm thực vật ở dưới biển nó có vấn đề hay sao ấy. Hay là do con cá này nó ăn nhiều rau quá nhỉ? Nó bị hỏng rồi nè. Vâng, tôi đã đánh bại được con cá. Tôi thề với các bạn là chỉ là vấn đề thôi. Tôi bị cá cắn rồi, cay thế. Thề kiểu cảm giác con bot này nó vô dụng vãi lìn đấy, nó chỉ biết đi thả với con cá ra thôi, nó không biết làm gì cả. Mày kẹp càng cua, các bạn thấy chưa? Với bản thân tôi và với bản lĩnh của tôi thì con cá này thực sự là không đáng gì các bạn ạ. Ai ôi, tôi lại có kỹ năng mới.
Và đằng này chúng ta có một cánh tay mới, đó chính là cánh tay chim cánh cụt. Tôi thề với các bạn luôn là bây giờ tôi không chắc bản thân tôi là một con bạch tuộc hay tôi là một cái con quái gì nữa. Đây, tôi có thể nâng cấp thêm. Đây. Ý, tôi có thể nâng cấp thêm và bây giờ tôi lại có chim cánh cụt nữa. Xịn tết. Ý, xịn tết. Xịn nhờ, được đấy, mà thôi được, tôi thích. À vâng, và bây giờ tôi đã tiến vào thành phố rồi các bạn nhá. Tôi tiến vào thành phố rồi. Bây giờ là tôi sẽ phá hủy. Đấy, tôi sẽ phá hủy thành phố này. Tại sao? Ở thành phố này nhá, là chúng nó kiểu là như nào, chúng nó coi thường như cái con động vật như tôi. Coi thường này. Coi thường này. Coi thường này. Dám khinh thường đối thủ à? Dám khinh thường tao à? Bọn nó giận. Dám khinh thường anh à? Dám khinh thường. Bọn nó làm tôi làm đồ ăn các bạn ạ. À. Bọn nó coi tôi là đồ ăn. Trong khi tôi nhiều tay như này cơ mà. Trời ơi, tôi là một chiến binh đấy. Kẹp. Đúng rồi, kẹp đi. À này, tính ra nhá. À, từ từ. Rồi, nổ may quá. Tính ra là tôi nên chọn nhiều con rắn hơn. Cái càng cua này nó phế vật quá. Úi dồi, đấp. Các bạn thấy đấy. Với chỉ với hai cái đầu rắn thôi là tôi đã có thể cân được toàn hạm đội máy bay rồi. Bá đạo thực sự. Úi dồi. Ôi đông quá các bạn ạ, sợ thế. Uầy, vừa nãy tôi để ý là có một em da đen vừa nhảy ra khỏi lầu xong các bạn ạ. Có vẻ như việc phá hủy nhà cửa của tôi đã ảnh hưởng đến được tắm của cô ấy. Uầy ôi, nhà điên đây. Quẹt. Nhà điên đây. Ui, chất tê nhờ, chất tê. Đỉnh ghê, đỉnh cao thế. Kẹp này. Kẹp này luôn. Cái càng cua nó chậm nhưng mà nó khỏe các bạn ạ. Đây rồi, lại có một em đang tắm, lại phải nhảy ra ngoài, thương thế. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ có được một cái điên đây mới. Đây là càng của lobster. Chúng ta có thêm một cái càng của con tôm hùm. Càng của tôm hùm tận 500 đô ạ. Rồi đậu đi bắt châu thế. Vâng, và chúng ta sẽ vẫn sẽ tiếp tục hành trình đi phá hủy thôi các bạn nhé. Để chúng ta sẽ cố gắng cày đủ tiền để mua được một cái càng con lobster starter. Vâng, bây giờ là tôi sẽ chuyển lên ăn một cái món khác nó đỉnh cao hơn các bạn ạ. Pẹp. Của bạn rồi, đúng ra là tôi không nên lao vào nó. Pẹp. Ok. Kẹp nó đi. Đúng rồi. Vỡ. Anh em phải chạy đó các bạn ạ, đông quá. Ok, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của tôi các bạn nhá. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Tao núi và lớp biển cứ chỉ ăn đầm. Quay làm máy bay vãi cả loèn. Đây rồi, chúng ta lại có thêm vỏ sò các bạn ơi. Uầy, tôi đủ tiền mua cái lobster rồi. Đỉnh cao đấy. Very high dam luôn, chất thế. Anh em mình chơi cái nhỉ. Ê, nhưng mà sau khi tôi mua xong thì cái càng kia nó không bán đi được à? Đúng ra là nó phải cho mình bán đi chứ nhỉ. Vô lý. Vâng, và bây giờ tôi đã lại comeback trở lại. Hiện tại là tôi có hai đầu rắn, một càng cua
một càng lobster và một càng con chim cánh cụt, càng chim cánh cụt. Úi giời ơi, tôi chết rồi, kẹp vào nó bị đổ mất tay rồi, cay thế. Vậy à, warning, có biến. Vâng, và hiện tại con bot càng té à. Ai nó đập mình đấy? Đập nó vào được đấy. Ai à, nó bắt đầu phi diễn rồi các bạn ạ. Ai à, được đấy nhỉ. Được thế nhỉ. Ai ôi, đau thế nhỉ. Vui đấy. Nhưng mà làm sao mà ăn được anh. Ôi dồi ôi, sợ thế. Ôi, có cả máy bay. Bắt đầu máy bay. Ai ôi căng quá. Ai ôi, tôi bỏ mẹ rồi, nó đập chết tôi rồi. Cái... Không được rồi các bạn ạ. Tình hình là lần này chúng ta sẽ phải nâng cấp lại. A few moments later. Đây rồi, anh quay trở lại đây baby. Nào đập đi, đúng rồi, đập đi, anh quay trở lại rồi đây. Anh quay trở lại với chú rồi đây nhá. Kẹp. Ai ôi, nó chuẩn bị đập. Sợ thế. Các bạn yên tâm, lần này làm sao nó ăn được mình nữa. Đúng rồi, phải thế chứ. Kẹp mày. Ai ôi, đau thế. Ai ôi, đau thế. Ai đổ vào đâu. Đấy, túm lại là vẫn không thể làm gì được mình. Nào, anh em sẽ cùng nhau tiếp tục với con đường chinh phục thành phố này và trả thù cho những cái xúc tu của mình nhá. Ê, tự nhiên tại sao mình lại đi đập vào cái con này là thế nào nhỉ? À, tượng nữ thần tự do à? Úi dồi ôi, tôi có trứng. Tôi đẻ được trứng rồi các bạn ơi. Ok, và sau khi phá hủy tượng nữ thần tự do thì tôi đã biết đẻ trứng. Đỉnh thế chứ đỉnh. Ok, chúng ta có một con cắn nóc ở đây. Ôi, bây giờ tôi phải làm gì đây? Ok. Kick left or right. À, mình phải ném cái này. Ok, mình phải ăn cái này và mình phải ném cái này ạ. Trời động. Ui căng thế, ui lắm bom thế, ở đâu mà lắm bom thế, chiến tranh thế giới à? Sợ thế. Rồi, okay, chắc là tập này mình sẽ tạm thời kết thúc ở đây. Hôm nay là chơi thử con game là trò chơi con bạch tuộc để xem nó như nào. Mình thấy cái đây là một con game khá là vui và kiểu phù hợp với mọi lứa tuổi. Và hy vọng rằng mọi người sẽ thích con game này. Và đừng quên là nếu thích con game này có thể nhấn like cho video này và đăng ký kênh Popro nhá. Và nếu mọi người đăng ký kênh Popro cho mình thì mình sẽ làm video miễn phí cho mọi người. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.